nhà Mika. Trong chương trình Face Tour ngày hôm nay, chúng mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá một phong cách thời trang vô cùng hay ho và hấp dẫn. Đó là gì nhỉ? Retro style. Ok, retro style đi thôi. Quỳnh Mắc và Pika sẽ có một cuộc thi đấu nho nhỏ xem là ai sẽ lựa chọn được những món đồ có phong cách retro thú vị hơn rồi mặc đẹp hơn nữa. Nào, thi á. Lần đầu tiên em mặc đồ retro, chọn đồ retro chẳng biết chọn thế nào và chị có lưu ý gì không? Chị thì thấy là ngoài cái việc mình chọn được bộ đồ ưng ý thì đúng là phải có kiểu tóc này, có màu son này, thậm chí là một đôi giày đẹp nữa, hợp gu thì mặc nó mới ra chất được. Tuy nhiên thì cái chương trình Fashion Tour của Quỳnh và chị Pika thì là muốn dẫn các bạn đến những cái địa chỉ shop mà các bạn có thể mua được những món đồ các bạn thích. Ví dụ như chủ đề này là chủ đề retro thì chúng mình có shop đầu tiên là Ma Công. Ma Công. Bây giờ tiếp tục đi sắp tiếp nhá. Okay. Ok. Đều rất là đẹp. Phong cách retro thì còn có thể là những chiếc váy xinh xắn như thế này. Những gam màu đậm và họa tiết xinh xắn nhỏ nhắn. Một chiếc áo với họa tiết và kiểu dáng này bạn có thể mặc với quần tất hoặc là mặc cùng với cardigan bên ngoài đều rất là đẹp. Thank you.
của chúng ta ngày hôm nay sẽ là B-Store số 58B Phú Bà Triệu. Thì là Pika này, chúng ta sẽ không đấu nhau nữa nhé, chúng ta sẽ chọn đồ cho nhau. Nhất trí. Ok. Now fall on my knee, tell me how to wait for me, tell me how to wait for, tell me all that I should know, and I'll fall on my knee, tell me how to wait for, tell me how to wait for me, to evoke some empathy. I fall on my knee. Tell me how to wait to go. Vậy là fashion tour chủ đề retro của chúng ta đã hết rồi. Chị Pika chọn cho Quỳnh một cái váy rất dễ thương, các bạn thấy thế không? Và Quỳnh cũng đã chọn cho Pika một cái váy mà mình cảm thấy rất là ưng ý. Với fashion tour ngày hôm nay thì Pika và Quỳnh hy vọng rằng bọn mình đã giúp các bạn nốt được những cái địa chỉ sắm đồ retro rất là đẹp và tốt ở Hà Nội. Các bạn đừng quên theo dõi fashion tour của chúng mình trên emdep.vn và cũng đừng quên subscribe kênh Em Đẹp TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.